Mọi người có thể dùng tự nhiên. Bây giờ dùng được rồi. Dạ dùng được rồi mọi người, dùng tự nhiên. Đường là phúc đầy gà. Tên bạn là gì? Thủy. Anh có chanh chưa? Có chanh thôi. Anh đưa chanh lên. Thôi thay được nhà làm đây là
chữ tâm. Tên bạn là gì? Tường Vi ạ. À. Tường Vi à? Dạ, Vi nhé. Dạ. Chờ độ 5 phút cho cô nhé, cầm thế này không bẩn áo này. Dạ, cảm ơn nhiều ạ. Không có chi. Dạ. Chú. Bạn sinh ra bao nhiêu? 206 ạ. 206 là con chó. Mệnh của bạn là mệnh thổ. Thì có chữ tâm, chữ tuệ, chữ phúc, chữ hiếu, chọn một chữ. Đây là chị Hiếu. Tên bạn là gì? Tặng Huyền nhá. Đúng. Hồng Phi quên này. Thì chữ này chữ Hiếu nhớ chưa? Bạn Huyền chờ khô nhá. Lấy chữ gì đem đi tặng nhau? Về gia đình, về sức khỏe. Cầm thế này không bẩn áo. Mệnh của bạn là mệnh Kim thì tặng có chữ Phúc, chữ Đạt, chọn một trong hai chữ. Phúc là cho gia đình, Đạt là cho sự nghiệp. Dạ gì cho chữ Phúc cho cháu nha. Chữ Phúc nhá. Dạ. Chữ Phúc viết thế này. Trong chữ phúc của bộ điền là hành thổ, thổ sinh kim. Dạ. Tên bạn là gì? Dạ tên Dũng chú. Dũng là cái gì Dũng? Nguyễn Thế Dũng. Tặng Thế Dũng à? Dạ. Tặng này. Thế này. Dũng chữ phúc. Không chỉ quên chữ phúc nữa. Bạn Dũng chờ khô. Bạn cầm cái này không có bẩn áo. Dạ. Chào cảm ơn. Cháu có chụp nữa không cậu, chụp cho hả? Tưởng gặp bạn nghỉ chưa hả? Bạn hả? Sao cái bạn? Có cái bạn đó à? Còn bạn nó thấy con không? Thấy không? Bạn mà thấy chào hỏi nhau, cái hello xong đi.
lạc chân. Rồi giấc rồi. Còn sao? Cái cầm này lát nữa bỏ bị à. Đi chơi mà đi ăn trực. À đi đường này nha. Cái chừng dớt nha. Dạ đi dạo dạo cho vui anh. Ở trong đó có người ta có phát lọc đó, bánh lọc á. Đi xuống nhanh nha. Cô tinh tế nha. Cô tinh tế nha. Hai cậu cháu đi. Đi vào xong kiếm ăn giật. Cháu tôi.